Kính chào tất cả quý vị khán giả trên kênh của YouTube của Anh Luân TV. Hôm nay đã đến cái ngày thu sản phẩm. Đây là cái giống thông vàng của chúng tôi giới thiệu trên kênh và áp dụng ở trong cái mô hình của cái bên farm Anh Luân TV ở một số cái clip mà chúng tôi đã làm và chia sẻ tất cả quý bà con ở trên kênh như vậy. Hôm nay là đang cho công nhân họ đang còn để hái cái lứa đầu tiên, cái trà đầu tiên. Đấy. Đây cái diện tích là 6 sao diện tích chúng tôi đang trong thử nghiệm đây, giống rất đẹp nha, màu lên rất đều. Đây là những cái màu, đây là tôi giới thiệu vì đây là màu này. Đấy, lên màu này 12 sao này. Đấy. Đây, 12 này. Đấy. Okay, thì hôm nay anh em chúng tôi là giới thiệu cho tất cả quý bà con được biết là cái sản phẩm của giống thông vàng này đến ngày hôm nay là ngày cái đã gặt hái được kết quả. Trà rất to, đều, đẹp và bóng, màu lên rất đều. Đấy, màu này màu đá đặc trưng của quả chanh Âu nha. Đấy. Rất đều, trái không bị móp này, rất cứng không móp này. Đấy. Không bị dọc dưa cũng như là không bị bóng. Đấy. Đây. Thì bây giờ chúng tôi sẽ dẫn quý vị các bạn ra cái xem cái mô hình vườn cây của chúng tôi trên cái diện tích là 6 sao đây, nằm ở tọa lạc ở huyện Đắc Hà, tỉnh Con Tum. Thời tiết chiều nay đẹp đấy nha. Thời tiết hôm nay là cũng rất lâu rồi. Hôm nay thời tiết nó thuận lợi thì là bắt đầu thì chúng tôi mới làm được lại clip để giới thiệu tất cả quý bà con ở trên kênh cũng như trên mọi miền Tổ quốc được biết rằng là cái mô hình là cái trồng giống thông vàng của bên cái farm của Anh Luân TV của chúng tôi trong cái năm 2022 này. Đây. Giống rất đều, rất đẹp này, quả rất bóng. Đấy. Mặc dù qua một trận mưa rất lớn, rất dài vào khoảng 8 ngày liên tục nhưng mà trên cái vườn cây này là hiện tại bây giờ là không có một cái hiện tượng gì xảy ra ảnh hưởng đến cái chất lượng vườn cây. Anh Luân TV xin chào tất cả bà con trong hồi trên dây. Đặc biệt đây là một cái vườn của Anh Luân TV luôn. Vườn Anh Luân TV là trong cái giống là thông vàng. Thì cái giống nào thì bất cứ cái loại giống nào cũng được. Nhưng đều khẳng định là cái giống thông vàng này thì đến cho Anh Luân TV đến thời điểm này thì mới cùng trong giống này đầu tiên. Nhưng đều cảm thấy thứ nhất là nó kháng bệnh, thứ hai nữa là cái phần bệnh phần trắng rất là được. Đấy. Nó rất ít, rất đỡ đỡ. Thứ nhất là anh Tấn anh quay kỹ cho bà con được biết, quay đi xong thì tôi nói cho bà con được biết là không có một cái lá nào đủ một cua trong cái vườn này, và đặc biệt là không có một quả nó để xâm kim. Đấy, thì lúc này Anh Luân TV cũng mới giới thiệu, chúng tôi cũng mới quay cho quý bà con được biết đấy. Thì qua quá trình thời gian vừa giờ là thời điểm mưa của vùng Tây Nguyên này kéo dài, thì là mặc dù vậy nhưng mà trên cái vườn cây này á, thì hiện đến tận bây giờ là không có một cái hiện tượng nào từ xâm kim bả trâu hay là các cái bệnh là thường gặp khác ở trong cái thời kỳ mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên này. Đấy, đặc biệt là nó cái quả rất dễ bóng và đẹp. Đấy. Đây, tôi sẽ quay cận cảnh, nói chung là quay cận cảnh cụ thể. Đấy. Người thật việc thật, anh đại khái là nói là nó có sách mấy có chứng cho tất cả quý bà con được nhìn thấy và được cảm nghiệm thực tế ở trên cái vườn cây này. Đây. Đặc biệt đây là có hai trái rụng xuống đây. Và đặc biệt đây là cái màu này rất chi là đẹp. Và đặc biệt là không loang màu. Đây nha bà con nhé. Đúng rồi. Đây này, tôi giới thiệu quý vị thêm. Cái trái này là gái rụng đúng không? Gái rụng đúng không? Gái rụng nhưng mà màu lên rất đều, rất đẹp này. Đây, nó không bị loang màu hoặc là bị móp quả đúng không? Còn cái trái nó không vẫn không bị móp đúng không? Đúng rồi. Thì nói thì để đây Anh Luân TV là hướng dẫn cho bà con là thứ nhất là trong cái mùa mưa này là rất chi là bà con phải cẩn thận. Như thứ nhất là cái phân. Đặc biệt là cái phân là chúng ta phải cân đủ cái phân. Đấy. Thứ nhất là mình nắm bắt được cái thời tiết.
Đấy, chẳng hạn như cái thời tiết mà chúng ta là phải thuần theo, luôn theo dõi, chẳng hạn như thời tiết nếu mà trời bão và đai đai mà bão áp thấp nhiệt đới là để mà dầm mấy ngày thì chúng ta phải phong trừ. Và đặc biệt khi đó chúng ta phải ngắt phân và ngưng phân. Đấy. Và ngưng phân không để bón phân vào lúc trời mưa. Và đặc biệt nếu bà con nào mà làm sạch cỏ thì cái chuyện mà loang dầu rồi đến đủ một cua xảy ra là rất là nhiều. Thứ hai nữa là về mùa này chúng ta cân đối cái lượng phân ở trong đất. Đấy. À, để phân tích, chúng tôi phân tích là bà con nhiều người là làm rất là ẩu trong cái bể chanh này. Thì bà con nhiều người là thấy trời đang mưa là đem phân đi đi ném một góc. Đấy. Khi mà mưa dầm lên cái lượng nước, lượng hơi đàm bắt đầu nó bọc lên làm cho khuẩn bắt đầu thổi đại. Để cho nên là bà con một cái thời tiết mưa dầm không nên bón phân. À, và đặc biệt nắng lên một vài ngày thì chúng ta cũng không nên là bón phân mặt trực tiếp mà chúng ta chỉ chạy bằng nước. Thì còn như là chạy mình ngâm và chạy bằng theo nước đúng không? À, thì để là cái lượng phân nó ngấm xuống đất và không nằm trên mặt đất. Ngấm xuống làm cái tỷ lệ nấm phototera ở lên nó bọc lên và nó khuẩn nó bọc lên nó làm cho cái tỷ lệ thổi đại rất là cao. À, đó là cái phong trừ là cái bệnh đầm thổi dầu hoặc loang dầu xin lỗi. Rồi khi mà chúng ta để mấy cái lượng phân thì tôi đã phân tích cho bà con được biết là nếu mà để mà cái bệnh mà loang dầu mà xảy ra thì do bà con cái lượng phân nó không cần đủ. Đấy. Thứ nhất là cái đi chúng ta nên đi cái đồ hữu cơ là cao hơn một chút. Đấy. Còn mà hóa học thì chúng ta vẫn dùng là thường thường là dùng là ba số, chúng ta phải đổi phân liên tục. Để cho khi lần đầu tiên thì chúng ta dùng là 16-16-8 thì chúng ta sau đó chúng ta ba dùng ba số đều. Đấy. Xong chúng sau đó chúng ta lại đổi cali cao hơn hoặc lần sau chúng ta đổi lại lần lại cao hơn cali thì đổi cái lượng để bà con được biết là trong cái quy trình chăm sóc của cây chanh. Đấy. Cho còn để mà làm cây chanh về mùa mưa rất là khó làm. Nhưng đều là cái thuốc nào cũng giống thuốc nào, làm lầm sạch giống lầm bẩn nhưng đều cơ bản anh phải cân đổi cái lượng phân thì khi đổ cái chanh mới đạt cái hiệu quả cao. Đấy. Chẳng hạn như cái phân của đây là tôi phân tích cái chanh của tôi đây. Đấy từ lá này đến lá này. Còn như là từ dưới tính từ đầu dưới góc lên đúng không? Đây. Cái vườn đây là tôi lâm sạch đấy. Ừ. Đây lên tới đây. Thì không có một cái vết bệnh nào ở trong cái cây. Thì khi chúng ta nên dùng thứ nhất khi bà con trồng đang nhỏ thì chúng ta nên sử dụng cái thuốc hóa học. Thì tôi đây thì làm bên thuốc sạch thôi. Đấy. Đang nhỏ thì cho nhỏ thì chúng ta dùng hóa học, lớn lên thì chúng ta lâm sạch. Mà hóa học và lâm sạch thì nó cùng tất cả mọi thứ đều là giống nhau. Đấy. Nhưng điều chúng ta áp dụng được chẳng hạn như thứ nhất là chúng ta thời tiết dự báo là 2 ngày là quá thấp thì chúng ta nên phun thuốc. Đấy, phun thuốc xong khi mưa xong ở tầm 3 ngày liên tục hoặc 1 tuần chúng ta phun được thì chúng ta bắt đầu chờ nắng thạnh lên chúng ta phun là không bao giờ đúng có. Mà chứ chúng ta phải cân đối được cái thuốc nó chuẩn nha bà con nha. Đấy. Tôi đây thì làm cái sạch đây thì kính của giàn mặt tôi lên cầm ra. Đấy. Nói chung là vừa cân đối được cái lượng phân và cân đối được cái và nắm bắt thời tiết và điều kiện ví dụ khí hậu đối để chúng ta là phun thuốc là định kỳ theo định kỳ để làm sao để cho nó hợp lý đúng không? Đúng rồi. Thì đặc biệt là chúng ta là phải cố gắng khắc phục thứ nhất là cái điểm yếu của con người ta. Cái chanh là nhiều người hậu tốt thì không bao giờ làm được. Đấy, nhưng nên chúng ta phải cân đối, nếu mà cứ thấy trời mưa đem ra bốn phân là kiểu gì là cùng thổi trái rồi đến đủ một cua. Và đấy thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bà con là riêng mà để khắc phục cái bệnh thổi trái thì chúng ta nên cân đối lượng phân là chúng ta nên đi hữu cơ nhiều. Hữu cơ nhiều và chúng ta mỗi lần chúng ta cho ăn bất cứ bốn lần hoặc là bốn vi sinh nữa thì chúng ta phải sử dụng là cái phòng thổi đã chúng ta phun xong chúng ta mới cho ăn. Một lần cho ăn phân, một lần phun thuộc thì đặc biệt đảm bảo trong cái vườn cây không có một cái nấm bệnh nào trong xảy ra. Vì vừa rồi là cái trận bão vừa rồi là của chúng tôi đây là mưa 14 ngày liên tục nhưng nếu trong vườn tôi vẫn đấy, trong rất dày, tôi trong là 2 mét mà cái 2 mét nhưng đều đặc biệt là không có một cái lá nào mà để đủ mất cua trên lá. Mà tôi là bón phân vẫn bình thường, vẫn đều đặn nhưng đều chúng tôi cân đối được. Thì đây là cùng kính chúc bà con là một năm là được mua đây được giá. Anh Tân anh quay kỹ cho bà con người ta được biết. Đấy, cũng như anh Luân TV cũng mới chia sẻ đấy, cũng mới chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế ở trên một cái vườn chanh này, đấy, vườn chanh dây giống thông vàng đấy. Thì là đặc biệt trong cái mùa khô này, trong cái mùa mưa mà mùa mưa là của thường gặp hàng năm như hàng năm của khu vực Tây Nguyên này. Thế thì giống thực quá quá trình thời mưa dầm như này thì
Đặc tốt nhất là chúng ta nên ban đầu là phải cân đối, đầu tiên là phải cân đối được lượng phân, có nghĩa mình bón làm sao cho nó hợp lý. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là ví như là cái nắm bắt, phải thường xuyên nắm bắt cái thời tiết cũng như các cái quá trình thay đổi thời tiết của trên cái địa điểm mà chỗ mà vị trí chúng ta làm, thì để làm sao đấy để ta biết được, để ta còn chúng ta là bơm thuốc cũng như là làm cân đối phân cho làm sao để cho nó hợp lý, để không bị ảnh hưởng đến cái vườn cây và ảnh hưởng đến cái năng suất của cái vườn của chúng ta. Đấy. Thì clip của chúng tôi cũng xin đến đây tạm dừng. Kính chúc tất cả quý bà con trên kênh sức khỏe, chúc tất cả mọi người là được mua được giá.